Tôi xin được mời quý vị sẽ cùng thưởng thức qua những giai điệu, những bước đi và những hình ảnh của người con gái Việt Nam của vùng Kinh Bắc qua điệu múa Hương Xuân với phần biên đạo của nghệ sĩ Mỹ Hạnh qua phần biểu diễn của tốt nữ câu lạc bộ ca múa nhạc Tình Biệt.